Hello, chào cả nhà thân yêu đến với kênh Bremen Haus. Hôm nay mình sẽ làm cái món cơm cháy sớm và thịt xào nha cả nhà. Món ăn rất đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của nhà mình. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Và hôm nay mình cũng đi lại cái chỗ công ty xây dựng thầu xây nhà cho mình á, thì mình cũng ra rất là thất vọng ngày hôm nay nha. Mình đi lại đằng đó thì xây dựng chỉ có ba người xây thôi. Mình cũng hỏi là không có ông thầu ở đó luôn, nhưng mà cái chuyện đó là vấn đề của ông thầu, nhưng mà điều mình cũng muốn cho tiến độ nó xây nhanh cho cái nhà mình xong cho nó khỏe đó. Rồi mình về mình cũng hỏi ông thầu là đây là dựng rồi, đây là chỗ của những người công dân người ta nghỉ lại, nhưng mà bữa nay không thấy ai hết, chỉ có ba người làm trong đó thôi. Thì mình cũng hỏi là người ta nói là một cái đoàn làm ở cho nhà mình đó là người cũng như là một cái gia đình lớn, nhưng bữa nay gia đình nó có đám giỗ, người ta kéo nhau nghỉ hết trơn luôn, không có ai làm hết. Bữa nay em phụ luôn hả? Mình về thì mình cũng có hỏi ông thầu, ông thầu nói là không có nói như vậy, giống như mấy người trong trong đó nói, mà nói là giống như là chờ đợi xi măng lại đó. Cái đó là cũng không phải là vấn đề của mình, trời nắng nôi thì làm, nhưng mà bữa nay quản lý là phụ hộ luôn ha. Bữa nay quản lý là phụ hộ luôn. Thì mình cũng làm, thì mình cũng muốn cả nhà mình làm cho xây cho nó xong, nhưng mà mình cũng thông cảm, rất là nắng lắm, thời tiết rất là nắng nóng, rất là mệt. Nhưng mà ai làm bữa nay mấy chỗ khác chắc đổ bê tông ha, đều người đi à, buôn bán mình làm một ngày chừng mấy tiếng, vô đông cũng rất là bị áp lực nha. Cho nên nếu mình chọn công việc đó làm thì mình cũng cố gắng mình làm, nhưng mà cũng không phải là vấn đề của mình, đó là vấn đề của ông thầu. Nếu mà ông thầu không nói, người ta nghĩ thì tiến độ nhà nó sẽ chậm lại. Mình cũng không muốn như vậy. Trong hợp đồng thì trong vòng 3 tháng thì phải xong cái căn nhà của mình, thì để mình coi coi như thế nào. Thật ra mình thấy người ta làm việc rất là vất vả thì cũng rất là mệt nha. Nhưng mà biết sao giờ, làm nhà thì phải làm ngoài nắng nôi rồi, thời tiết đó, khí hậu nó nắng, mưa thì nghỉ, thì nắng thì phải làm. Đây, tại cái công việc nó là như vậy rồi, mình phải chịu thôi. Ok, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nếu cả nhà thích video của mình thì nhớ chia sẻ, bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại video lần sau. Chúc cả nhà một lần nữa, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhé. Người chắc mấy chỗ khác là ông thầu ngày thầu cũng nhiều chỗ, chắc mấy chỗ khác đổ bê tông cho nên đều người qua đó.
Yeah.